Xin chào tất cả các bạn, mình là Phi, chuyên viên tư vấn bán hàng xe máy điện tại showroom VinFast Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hôm trước thì mình giới thiệu cho các bạn về dòng xe VinFast Philips sử dụng mã QR, thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một dòng xe máy điện VinFast sử dụng ắc quy, đó là dòng xe Carrera A2. Thì các bạn hãy cùng mình đi review tìm hiểu về những tính năng nổi bật của dòng xe này nhé. Về đầu xe Carrera A2, đèn xe được thiết kế đèn halogen. Thương hiệu chữ V của VinFast được gắn trước đầu xe, được thể hiện là thương hiệu xe của người Việt. Về mặt đồng hồ của xe Carrera A2 là mặt đồng hồ đa thông số. Hiện tại thì chữ P đây là đang thể hiện chế độ parking. Mình tắt cái chế độ parking này đi thì xe mới khởi động được. Khi mà mình sẽ bật chế độ parking này lên hoặc là khi mình dừng lại thì xe sẽ trở về chế độ parking. Đây là thể hiện vận tốc của xe. Đây là thể hiện số km mà xe đi được. Có hai hệ thống lái là Eco và Sport. Chế độ lái Eco này là chế độ lái tiêu chuẩn. Chế độ Sport này là chế độ thể thao, là mình có thể đi được lên tốc độ tối đa của xe đấy, là 60 km/h. Về cốp xe thì xe có thể tích cốp là 20 lít, có thể để được hai mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều dụng cụ cá nhân như là túi xách, áo mưa. Về hệ thống phanh trước của xe là phanh đĩa. Hệ thống phanh sau là phanh tang trống. Giảm sóc trước của xe là giảm chấn lò xo dầu. Giảm sóc sau của xe là giảm sóc đôi, giảm chấn thủy lực. Xe thì được sử dụng ắc quy trì axit kính khí, 6 bình nối tiếp nhau. Khối lượng của ắc quy là 40,5 kg, tương đương với một bình ắc quy là nặng 6,75 kg. Xe có khoảng cách trục bánh trước và bánh sau là 1.321 mm. Xe có chiều dài là 1.890 mm, chiều rộng là 684 mm, chiều cao xe là 1.125 mm, khoảng sáng gầm xe là 125 mm, chiều cao yên xe là 757 mm. Đặc biệt thì xe có tiêu chuẩn chống nước là IP67, có khả năng chịu ngập úng trong vòng 30 phút với mức ngập nước lên 1 mét. Và đặc biệt, xe có khả năng thời gian tăng tốc từ 0 đến 50 km/h chỉ trong vòng 14 giây. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về dòng xe Carrera 2 phiên bản màu xanh hy vọng này. Vậy nếu các bạn có nhu cầu cần mua, cần tìm hiểu kỹ hơn về dòng xe này, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0963 647 717, hoặc đến showroom VinFast Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa để được gặp mình, sẽ tư vấn trực tiếp và mời các bạn lái thử để trải nghiệm những tính năng nổi bật của xe hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.